Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là điểm tin ngày 22 tháng 4 năm 2024 4 tù dân lương tâm tố trại giam an niệm ngược đãi. Tù dân lương tâm Huỳnh Đắc Túy ra tù 10 tháng trước hạn. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi thuốc bách Việt Nam cải cách dân đập kiểm định UBR Bắt trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Hòa Tỉnh Quảng Ninh ra soát các gói thầu liên quan tập đoàn Thuận An Khánh Hòa ra soát gói thầu của tập đoàn Thuận An tại tỉnh này. Một số tù nhân lương tâm ở trại giam An Điềm kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm vì bị cán bộ quản giáo đối xử vô nhân đạo. Bà Đỗ Thị Thu, vợ của nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Bá Phương, người đang thủ án tù 10 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, cho biết thông tin trên ngay sau chuyến thăm ngày 21 tháng 4. Trong buổi thăm gặp, ông Phương nói đã gửi thư từ hai tuần trước, nhưng hiện gia đình vẫn chưa nhận được. Bà nói với Đài Châu Tự Do trong sáng ngày 22 tháng 4. Trong ngày 8 tháng 4 thì anh Phương gửi thư cho em dài khoảng 4 trang rằng là phía trại giam An điềm đang xâm phạm tới quyền con người của mọi người ạ. À. Trong cái bức thư này cũng có ý kiến của anh Hoàng Bình, Thái Bình và Hải kêu gọi của quốc tế đồng hành cùng với anh Phương nhà em cũng giống như các tù nhân lương tâm trong trại giam An điềm về việc trại giam An điềm đã được đãi các tù nhân lương tâm ạ. À bà cũng cho biết những tù nhân lương tâm nói trên đã tuyệt thực hơn 3 ngày bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 để phản đối việc cán bộ trại giam xâm phạm quyền con người tuy nhiên sau đó họ ăn trở lại sau lời khuyên của các tù nhân lương tâm khác và thu được chồng cho biết thức ăn mà trại giam cung cấp không hợp vệ sinh khiến đông phương vài lần ăn vào bị đau bụng và tiêu chảy nước sinh hoạt dường như được bơm trực tiếp từ sông lên và không qua lọc nên rất đục và nhiều khi có cả cá con và nòng nọc, nọc chết khiến đa số người tù ở đây bị viêm da truyền miên sự việc bắt đầu từ ngày 26 tháng 3, công an quản giáo vào từng phòng ở khu an ninh nơi giam giữ những người tù có án an ninh và thu giữ hết các dụng cụ sinh hoạt, trừ đồ của trại giam phát hoặc mua từ căng tin, viện dẫn quy định của cục cảnh sát quản lý trại giam tức C10. Ông Huỳnh Đắc Túy, người bị giam cùng khu và được trả tự do ngày 19 tháng 4 vừa qua, xác nhận thông tin đúng như những gì người nhà ông Trịnh Bá Phương kể lại. Ông nói với Đài Á Châu tự do: Nhà gửi đồ vô là cơ quan nó cho được sử dụng nhưng mà ở khi lục sót đèn lái như là soi inox bình thủy giữ uh, nhiệt ấm đun những cây uh, tóc rồi uh, nói chung là rất là nhiều vật dụng khác ông túy cho biết trong khu tù an ninh quốc gia hai người bị giam chung một phòng có diện tích 16 mét vuông kích thước 4 x 4 m bên ngoài là một chuồng cọp có kích thước tương tự với hai lớp cửa ngăn cách các phòng giam với khu chung thông thường quản giáo mở cả hai lớp cửa vào giờ hành chính để người tù được đi lại trong khu an ninh và giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện chấm dứt từ ngày 8 tháng 4. Ngoài ra không khí trong buồng giam rất nóng dưới cái nắng mùa hè, nên tù nhân phải dùng hộp xốp bịt cửa sổ nhằm chống nóng. Nhưng trong ngày 26 tháng 3 vừa qua, cán bộ trại giam đến thu đồ đạc và phá rỡ luôn miếng xốp này. Do lân tiếng phản đối lại việc thu giữ đồ dùng sinh hoạt, ông Hoàng Đức Bình, tức Hoàng Bình, người đang thụ án tù 14 năm về hai tội danh, lợi dụng quyền tự do dân chủ và chống người thi hành công vụ tại trại giam An Điềm, bị kỷ luật với hình thức biệt giam vào cùm chân trong 10 ngày, ngày bắt đầu từ chiều muộn ngày 26 tháng 3, ông Túy cho biết sau 10 ngày bị biệt giam, sức khỏe của ông Bình trở lên rất yếu vì trong thời gian bị kỷ luật, ông Bình chỉ cầm cự bằng thức ăn do các bạn tù gửi cho như mì tôm, bánh ngọt và chuối. Ông Bình đã không nhận thức ăn từ trại trong nhiều năm qua. Cổ chân ông Bình cũng bị thương do bị cùm lâu ngày và sau gần nửa tháng kể từ khi hết hạn biệt giam đến khi ông Túy rời nhà tù, vết thương vẫn chưa khỏi tù nhân lương tâm Huỳnh Đắc Túy ra tù hôm 19 tháng 4 trước thời hạn 10 tháng do ông đồng ý nhận tội trong lúc bị giam ở trại An Điềm để sớm được trở về với gia đình. Trong phiên tòa vào tháng 8 cùng năm, tòa án tỉnh Quảng Ngãi tuyên ông 6 năm tù giam và 3 năm quản chế về hành vi bị cho là đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng lại, phát tán những bài viết với nội dung kêu gọi người khác chống lại chính quyền. Tuy nhiên, nói với RFA, ông cho rằng mình bị tòa án xét xử một cách bất công. Luật sư không bảo vệ thân chủ mà luật sư là thay tòa kết tội thân chủ. Thì sự viên tổ của tôi là không có phóng viên báo chí nước ngoài, không có đại diện nhân quyền quốc tế giám sát chủ tòa phiên tòa và thẩm phán đều là người trong đảng, cho nên là là không thể trung lập. Ông cho biết người nhà đã đồng ý thuê vị luật sư này do phía công an giới thiệu. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, ông đã viết đơn kêu oan gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao. Phía trại giam nói đã chuyển đơn của ông lên hai cơ quan trên nhưng không đưa biên lai xác nhận. Do vậy, trong thời gian tới, ông sẽ xem xét việc gửi đơn kêu oan lên hai cơ quan trên thêm một lần nữa, ông chia sẻ với RFE. Tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch trong tờ trình gửi Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên tổ chức này nên tận dụng đợt kiểm định sắp đến về nhân quyền của Việt Nam để áp lực Hà Nội chấm dứt tình trạng đàn áp dưới bất đồng chính kiến và các quyền căn bản khác. Thông cáo báo chí phát đi từ Geneva của Tổ chức Giám sát Nhân quyền ngày 22 tháng 4 cho biết như vừa nêu, theo kế hoạch, đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ tư đối với Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền, kể từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ ba hồi tháng 1 năm 2019 đến nay, hồ sơ nhân quyền của chính phủ Việt Nam xấu đi rõ rệt. Vào tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam đệ trình bản tự kiểm lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Bản tự kiểm này bị tổ chức giám sát nhân quyền cho là đầy rẫy thông tin sai lạc về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí tại Việt Nam. Thống kê của tổ chức giám sát nhân quyền cho thấy, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 8 năm 2023, Việt Nam đã truy tố và kết tội ít nhất 139 người chỉ vì lên tiếng phê phán chính phủ hoặc tham gia các tổ chức ủng hộ dân chủ. Và từ tháng 8 năm 2023 đến nay, có thêm 23 người bị kết án tù do thực hành các quyền dân sự và chính trị một cách ôn hòa. Những người này bị tuyên án tù từ 9 tháng đến 13 năm tù giam. Tổ chức giám sát nhân quyền cho biết quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam bị kiểm soát nghiêm ngặt. Giám đốc ban châu Á của tổ chức giám sát nhân quyền kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc không những cần gây sức ép đối với Việt Nam trong kỳ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát sắp tới để yêu cầu có những thay đổi thực sự, mà còn cần tiếp tục theo sát để bảo đảm rằng các cải cách được thực hiện trên thực tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hôm 21 tháng 4 bắt giữ ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với cáo buộc tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Báo Công an Nhân dân Online hôm 22 tháng 4 dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết vụ việc liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Ông Sô không cho biết có bất kỳ cáo buộc nào đưa ra đối với ông Vương Đình Huệ hay không. Trong quá khứ, từng có trợ lý của hai phó thủ tướng, Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh bị bắt liên quan đến công ty Việt Á trước khi hai ông này bị quốc hội miễn nhiệm chức vụ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tỉnh Quảng Ninh vào ngày 22 tháng 4 cho mạng báo Việt Nam Net biết cơ quan này đã rà soát các công trình dự án cho công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện tại tỉnh này. Cụ thể tại tỉnh Quảng Ninh, trị giá của các công trình dự án của tập đoàn Thuận An là hơn 1.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách. Hiện tại, tập đoàn Thuận An đang liên doanh với các nhà đầu tư triển khai gói thầu số 13, dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn 1. Gói thầu này xây dựng cầu Lạch Gạt 1, Lạch Gạt 2, cầu Xến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu sông Cầu Vàng, cầu sông Cầm, cầu sông Đại Thủy với tổng giá trị hơn 706 tỷ đồng cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang rà soát gói thầu xây lắp số 2 của dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuộc giai đoạn 1. Mạng báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn nguồn riêng loan tin ngày 22 tháng 4. Theo đó, gói thầu vừa nêu được chỉ định cho liên danh công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam, công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam. Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam thực hiện. Gói thầu có tổng giá trị hơn 2.078 tỷ đồng để thi công xây dựng đoạn km 22 000, km 32 000. Sau khi Chủ tịch tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an Việt Nam yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ các gói thầu của tập đoàn này Tiếp đó, các tỉnh Phú Yên và Quảng Nam cũng ra chỉ thị, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương ra soát các công trình, dự án liên quan tập đoàn Thần An để báo cáo lại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin ngày mai. Chúc quý vị một buổi tối bình an.